Xin chào các bạn. Và trong cái bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chúng ta tìm miền hội tụ cái chuỗi hàm của nó. Thì như thế nào là một chuỗi hàm? Chuỗi hàm ấy là nó cho một cái dãy số UX, U1X, U2X, chấm 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 UNX, và cái biểu thức của nó là ví dụ như là U1X cộng U2X cộng chấm 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 cộng UNX sẽ bằng tổng của chạy từ 1 cho đến vô cùng UNX, gọi là một chuỗi hàm số. Và chúng ta tìm miền hội tụ của một chuỗi hàm số có nghĩa là chúng ta tìm tập hợp tất cả các điểm của cái chuỗi hàm đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm theo 4 bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tính liêm của n sẽ chạy từ n đến vô, đến vô cùng, n đến vô cùng, ux n cộng 1 chia cho un, và nó sẽ bằng với ux. Để mà chúng ta xét cái chuỗi hội tụ ấy, bước hai chúng ta sẽ xét cái chuỗi hội tụ ux bé hơn ở 1, đúng không? Ux nó sẽ bé hơn 1. Ta giải cái phương trình này ra, ta giải cái phương trình đó ra. Đấy, chúng ta sẽ được là x nó sẽ lớn hơn a và nó sẽ bé hơn b, đúng không? Tiếp theo chúng ta bước qua, chúng ta xét ab, chúng ta thay vào cái chuỗi hàm ban đầu. Thay chuỗi hàm ban đầu nghĩa là chúng ta thay vào chuỗi hàm đấy. Đấy. Rồi, chúng ta xét sự hội tụ của từng chuỗi hàm. Chúng ta xét với trường hợp là chúng ta thay x bằng a, thay x bằng b. Ở đây chúng ta cũng có một cái lưu ý là trong trường hợp này thì chúng ta không sử dụng D'Alembert và Cauchy. Này nhớ nhá, không sử dụng hai cái này, không sử dụng D'Alembert và Cauchy. Bước 4 chúng ta sẽ kết luận là miền hội tụ nó nằm trong cái khoảng nào. Đấy. Rồi, ok. Chúng ta sẽ xét một cái ví dụ sau đây. Ví dụ 1, tìm miền hội tụ với cái chuỗi hàm này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét UN. Đây, chúng ta sẽ phóng to cái này đây. Phóng to đây. Ok chưa? Chúng ta là x mũi n chia cho UN. N chạy từ 1 cho đến vô cùng. Thì chúng ta sẽ xét bước 1, UN sẽ bằng là x mũi n. Đấy. Rồi UN cộng 1 sẽ bằng x mũ N cộng 1 trên cho N. Ok chưa? Bước đầu tiên là chúng ta làm gì? Chúng ta xem lại này. Tính liêm của UX N cộng 1 trên cho UX N. Đấy. Nó sẽ bằng một cái giá trị nào đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây sẽ là n, chúng ta lưu ý ấy, là n chạy từ 1 cho đến vô cùng. N chạy từ n đến vô cùng. Đây. Và cái này chính là UNX. Này, chúng ta copy nguyên cái này vào. Đấy. UNX chúng ta sẽ chia cho cái giá trị UN này. Được chưa? Chỗ này thiếu bit nha các bạn. Có biến x cho nên chỗ này phải là x nữa. Đấy, cái này tương tự chia vào, quá vào. Đấy, như vậy là chúng ta đã xét xong UN cộng 1 x chia cho UNX. Tại đây thì chúng ta sẽ, sau khi chúng ta sẽ tính toán thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ bằng nghịch đảo của
đạo của cái này. Chia thì chúng ta sẽ nhân nghịch đạo lên. Vừa chia thì chúng ta sẽ nhân nghịch đạo lên là n x mũ mỗi n. Em sẽ chạy từ n đến đến vô cùng. Ok. Và cái này thì sau khi chúng ta rút gọn đấy, rút gọn này, chúng ta quan quan sát thấy x n cộng 1 chia cho x n là sẽ thành là ở đây sẽ là x, được chưa? N nhân cho đây là sai rồi, đây là sẽ là liêm. Liêm của x, tại vì sao xn cộng như ban nãy giải thích đấy, xn này nhìn 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 nhìn, nhìn con tròn này này, xn cộng 1 chia cho xn là còn x, n thêm cho n cộng 1 là bên bên trong của nó là vẫn còn n, đúng không? N chia cho n cộng 1, mà liêm của n chia cho n cộng 1 đấy nó cùng hệ số này, cùng hệ số là 1 này, n cũng 1 đúng không, này cũng n cũng 1, cho nên là nó sẽ bằng 1, thì chỗ này sẽ bằng x, này sẽ bằng là liêm của n chia cho n cộng 1. Thì tại đây ta quan sát thấy là liêm của n này, đây đây này, liêm của n chia cho n cộng 1 chạy từ n đến vô cùng sẽ bằng 1, cho nên bên cả khúc này nó sẽ bằng là đúng không? Nó bằng x. Vậy là ta đã xong bước 2. Bước 2 ta sẽ tìm, à chưa, chưa xong, ta phải xét x nó bé hơn 1 và giả sử nữa. Bây giờ sang bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ x nó sẽ bé hơn 1. Bé hơn 1. Thì khi mà căn trí tuyệt đối của x bé hơn 1 đấy, thì x nó sẽ lớn hơn trừ 1 và nó sẽ bé hơn 1. Yeah. Tới đây là chúng ta đã xong bước 2 rồi. Chúng ta xong bước 3. Xong bước 3 chúng ta thế x bằng trừ 1 vào. Trừ 1 vào biểu thức 1. Biểu thức 1 là biểu thức này. Biểu thức ban đầu. Đấy. Theo biểu thức ban đầu thì chỗ này sẽ được là trừ 1, đúng không? Trừ 1. Mà liêm của n chạy từ 1 đến vô cùng của biểu thức này nó tuân theo Leibniz. Vì nó tuân theo Leibniz cho nên chuỗi này nó là khối tụ. Trong trường hợp này là khối tụ. Tại x, tiếp theo chúng ta sẽ xét hai đầu mút của nó là chúng ta xét x bằng trừ 1, đây này, trừ 1 và tại 1. Thì
dạ một thì chỗ này sẽ là một một mũi n chẳng phải bằng một đấy sao, đúng không? Mà chuỗi này thì nó lại phân kỳ. Vì chuỗi phân kỳ cho nên chúng ta có thể kết luận, bước 4 chúng ta kết luận rằng là x nó hội tụ, miền hội tụ nó nằm trong khoảng là lớn hơn trừ 1 và nó bé hơn 1. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, chúng ta nên nhớ ấy, trong trường hợp này nó có thể bằng nó. Đấy, nó trong trường hợp này nó có thể bằng. Ở cái bước cuối cùng này ấy, chúng ta nhớ này. Chuỗi hội tụ ấy tại cái đầu cái mút đầu tiên ấy thì chúng ta có thể là thêm cái bằng vào trong đó như trong trường hợp này tôi ví dụ đây. Và cái bài học ngày hôm nay tại đây là kết thúc. Và mình sẽ có một cái buổi để mình nói cụ thể hơn cái kiến thức này. Còn nếu mà bạn nào mà hỏi mình ấy, hỏi mình tại sao cái trong trường hợp này nó lại tung theo chủ Leibniz ấy, thì các bạn phải ôn lại cái kiến thức. Chủ Leibniz là gì? Chủ Leibniz là cái chuỗi mà thỏa mãn cái điều kiện sau đây. Lưu ý này. Là chuỗi mà ok thì cái chuỗi Leibniz ta nói lại này, để u1 nó sẽ lớn hơn u2, nó sẽ lớn hơn u3 và lớn hơn u4, vân vân, tức là u lên n nó sẽ giảm lần ngược ra, đúng không? Thì cái điều kiện thứ hai của mà để nó trở thành chuỗi Leibniz ấy, đó chính là liên của n chạy đến cuối cùng của un đó nó phải bằng không. Trong trường hợp này, trong trường hợp này ta xem này. Đây, trong trường hợp bài toán của chúng ta xét đây, đúng rồi, bài toán của chúng ta xét đây thì chúng ta sẽ quan sát thấy, chúng ta thấy là trong trường hợp này là đây biểu thức khi chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy nó như thế này: trừ một mũ n nhân cho một phân số n, thì ta sẽ xét un bằng một trên n, đúng không? Ta xét nó là u một sẽ bằng một, u hai bằng một phần hai, u ba sẽ bằng một phần ba, và do vậy u1 nó sẽ lớn hơn so với u2 và nó sẽ lớn hơn so với u3. Thấy chưa? Chính vì vậy cho nên là như vậy cho nên là chỗ này chính là vô cùng này. Này là chúng ta công thức vô cùng, ok chưa? UN liêm của N đến vô cùng UN, mà UN nó chính là đây, nó chính là 1 N, nhìn rõ rồi nè, 1 N. Cho nên chúng ta phải thêm vào. Ok, chúng ta có vào. Ok, mà 1 N ấy, liêm là chạy từ 1 N ấy, n chạy đến cuối cùng, phân số là 1 n thì nó sẽ bằng 0. Cho nên nó thỏa mãn hai điều kiện này: một là chuỗi nó giảm, hai chính là n chạy đến vô cùng un bằng 0. Cho nên nó là cái chuỗi này chính là cái chuỗi Leibniz. Và tính nó tung theo chuỗi Leibniz thì nó chỉ là cái chuỗi này là nó hội tụ. Chuỗi hội tụ, đúng không? Chuỗi trong trường hợp này là hội tụ. Ok, vậy thì các bạn nào hỏi là tại sao cái chuỗi này nó lại phân kỳ không? Các bạn nào chuỗi này nó phân kỳ không nhỉ? Nếu mà hỏi ấy, thì mình giải thích luôn như sau. Thì nó, trong trường hợp này nó sẽ tung theo cái chuỗi Riemann. Chuỗi Riemann là n chạy từ 1 đến vô cùng. Phân số là 1 trên n mũ alpha, đúng không? Lưu ý là trong trường hợp này, để mình phóng to lên. Đấy, để trong trường hợp này nó khác với trong trường hợp này nhá. Trong trường hợp chuỗi Leibniz nhá, trong trường hợp mũ Leibniz là nó có. Đấy. Nó có thể phân tích ra
thể phân tích ra như thế này. Đấy. Và phân tích có trừ 1 mũ n nữa, đúng không? Thì trong trường hợp chuỗi Zeeman thì nếu mà hối thúc ấy thì alpha nó sẽ lớn hơn 1. Cái bậc nó sẽ lớn hơn 1. Còn nếu nó phân kỳ ấy thì trong trường hợp là alpha nó sẽ bé hơn hoặc bằng với 1. Thì trong trường hợp này nó bằng trong trường hợp này là alpha bằng 1 này. Trong trường hợp này alpha bằng 1 này, cho chính vì vậy là nó phân kỳ. Đúng không? Và ta kết luận chuỗi hối thúc trong trường hợp là x sẽ bé hơn hoặc bằng trừ 1 và bé hơn 1. Và bài toán của chúng ta, cái ví dụ của chúng ta trong trường hợp này nó kết thúc tại đây. Đấy. Mình sẽ thu nhỏ lại để xem tổng quát nhá. Chúng ta xem lại tổng quát những cái chúng ta đã học. Lý thuyết, ví dụ. Đấy. Chúng ta có bước 1, bước 2 qua. Chúng ta có lý thuyết chuỗi Lipschitz và chuỗi Riemann. Đấy, và chúng ta kết luận. Bài toán của chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài toán tiếp theo.